Đó đây đó, nếu mà rút đi cái mình nhìn thấy đỏ là nó đỏ hay không? Đỏ rồi đó, nếu mà trong tối là nhìn thấy đỏ liền á. Hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm về dầm điện này. Đầu tiên mình có một cuộc đồ chơi về hạt điện, gọi là một hai thanh đồng và hai thanh kẽm. Hai thanh đồng là mang cực dương và hai thanh kẽm là mang cực âm. Mình chỉ cần có môi trường axit này thì sẽ tạo thành giống như một cái bình ắc quy hay là một cái viên pin một chiều vậy á. Đầu tiên cắm thanh kẽm vào một miếng chanh, rồi cắm thanh đồng vào miếng chanh còn lại. Được hai cây liên chanh nó sẽ kết nối với nhau. Tiếp theo kẹp cắm thêm một thanh kẽm vào miếng như thế này, thêm một công nhân như thế này thì như vậy sẽ tạo thành một cái bình ắc quy mini hay là một cái pin mini để làm cho hạt điện ở đó. Đây đó, đó đây đó, nếu mà rút đi cái mình nhìn thấy đó là nó đó hay không? Đó đây đó, nếu mà trong tối là nhìn thấy đó liền á. Nó bạc cái kèm nên là tác dụng về axit trong đó là sủi bọt này. Ừ, quay nhìn đấy, sủi bọt nó chỗ cây. Thì cái thanh kèm nó tác dụng vào nó sủi bọt đấy kia không? Còn trong khi là thanh bắt đồng bố có bị biến á. Không, đồ biến, pin cái này giống như kiểu pin một chiều này làm sao? Điều một chiều thì làm sao mà? Ồ, sủi bọt đúng không? Vậy chứ. ID Shop, độc đáo, sáng tạo.